Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ sáu, ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Quảng Bình rút ngắn lộ trình tuyến du lịch chinh phục Sơn Đông, hang động lớn nhất thế giới. Phóng sự đồng bào dân tộc Mã Liên ở bản Cà Sen phát triển kinh tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 9, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, luật tiếp công dân và nghị định số 64 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiếp công dân. Tham dự hội nghị trực tuyến về thiện điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, thì trong 9 tháng của năm 2014, tình hình khiếu nại tố cáo có xu hướng giảm. Tuy nhiên, các vụ khiếu nại đông người và có tổ chức tiếp tục tăng so với năm 2013. Phần lớn các vụ việc khiếu nại có tính chất phức tạp, nội dung tố cáo trên lĩnh vực đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách pháp luật. Cụ thể, mới đây tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật tiếp công dân. Đặc biệt, ngày 26 tháng 5 năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 35 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Để quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 35 và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực hiện nhằm mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Trên cơ sở các văn bản đã quy định, các bộ ngành địa phương đã thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân gắn với việc giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức đối thoại công khai, giải quyết kịp thời dứt điểm những vụ việc nảy sinh theo đúng quy định của pháp luật. Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cấp các ngành địa phương đơn vị trong 9 tháng của năm 2014. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, luật tiếp công dân, nghị định 64 của Chính phủ, hoàn thiện chính sách, pháp luật về khiếu nại tố cáo, tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại xử lý đơn thư nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp, tụ tập đông người. Về những nội dung khiếu nại tố cáo cần quan tâm giải quyết, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng gây rối, xúi dục quân chúng tham gia khiếu kiện đông người, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sau hội nghị này, từng bộ ngành địa phương cần phải có chương trình hành động triển khai thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, luật tiếp công dân, nghị định 64 của Chính phủ, hoàn thiện chính sách pháp luật về khiếu nại tố cáo.
Chiều nay ngày 19 tháng 9, Sở Tư pháp đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai nhiệm vụ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhằm tăng cường công tác hòa giải cơ sở và công tác giám sát thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Dự lễ ký kết có đồng chí Lê Hùng Phi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác hòa giải cơ sở và công tác giám sát thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, Sở Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với 7 nội dung. Cụ thể, hai đơn vị sẽ phối hợp để tiếp tục củng cố kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở, biên soạn tài liệu tuyên truyền lồng ghép các hoạt động của tổ hòa giải cơ sở với việc thực hiện các phong trào cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trong việc thực hiện giám sát chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước quy ước và phối hợp thực hiện phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Sáng nay ngày 19 tháng 9, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Thủy sản và Luật Dầu khí. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan về Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Thủy sản và Luật Dầu khí. Luật Đấu thầu được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 26 tháng 11 năm 2013. Luật gồm 13 chương với 96 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, quy định quản lý nhà nước về đấu thầu, trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu. Luật đầu tư công được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014, gồm có 6 chương, 108 điều, quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, quản lý nhà nước về đầu tư công, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Trên cơ sở các nội dung quy định được phổ biến, hội nghị mong muốn sẽ khắc phục những hạn chế, tạo sự thống nhất, minh bạch trong chính sách đấu thầu, đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Hôm qua ngày 18 tháng 9, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt các quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị khóa 11 và triển khai kế hoạch kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đồng chí cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Quyết định 217 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội có 5 chương 19 điều, quy định phạm vi đối tượng, nội dung hoạt động giám sát, hoạt động về phản biện xã hội và điều kiện đảm bảo cho các hoạt động giám sát phản biện xã hội. Quyết định 218 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, gồm 5 chương 21 điều. Quy định đối tượng, nội dung, phương pháp góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, trách nhiệm của chính quyền, v.v. Dịp này, Huyện ủy Quảng Ninh cũng đã triển khai hướng dẫn của Ban tuyên giáo Huyện ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2014, các tổ chức đảng, chính quyền mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội cần tổ chức quán triệt học tập những nội dung cơ bản, cốt lõi trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả 45 năm thực hiện di chúc của người, phát hiện biểu dương những điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 19 tháng 9, Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị khóa 11 về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và kế hoạch kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Hồ Chủ tịch cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Thông qua hội nghị, các đại biểu đã nắm bắt đầy đủ chi tiết và cụ thể các quyết định 217-218 của Bộ Chính trị. Qua đó góp phần nâng cao và làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ đảng viên về công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã được nghe kế hoạch triển khai đời sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau hội nghị, các xã thị trấn trong huyện sẽ tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện quyết định 217-218 của Bộ Chính trị để các quyết định sớm đi vào cuộc sống. Để nâng cao khả năng chỉ huy điều hành,
và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, chủ động ứng phó với mọi tình huống trong mùa mưa bão. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn cứu hộ cứu nạn năm 2014. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ là trưởng phó các ban ngành, cơ quan bộ chỉ huy, phó tham mưu trưởng, trợ lý tác huấn và nhân viên lái xuồng, nhân viên cứu hộ cứu nạn các cơ quan đơn vị đã tham gia luyện tập công tác chuẩn bị cơ động, thực hành lái xe kéo xuồng, chỉ huy cơ động, hạ thủy và thu phương tiện sau khi làm nhiệm vụ, luyện tập lái xuồng tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn trên sông. Trong điều kiện thời gian ngắn, phải cơ động luyện tập nhiều địa điểm, nhưng cán bộ nhân viên sự tập huấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung quân số cao nhất, đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình, được Bộ Chỉ huy Quân sự đánh giá cao. Hôm qua ngày 18 tháng 9, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã tổ chức khai giảng lập tập huấn điều tra hình sự cho hơn 60 cán bộ chủ chốt của các hạt trạm kiểm lâm trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, cả cán bộ kiểm lâm đã được tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của Bộ luật hình sự và Bộ luật tổ tụng hình sự trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Chuyên đề về luật xử phạt hành chính năm 2012, một số hoạt động điều tra hình sự của kiểm lâm như thẩm quyền điều tra hình sự, trình tự thủ tục tiến hành các hoạt động điều tra hình sự của cơ quan kiểm lâm. Những nội dung được triển khai sẽ là công cụ quan trọng để cả cán bộ kiểm lâm sử dụng trong quá trình thực thi pháp luật. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cả cán bộ kiểm lâm trên địa bàn. Hôm nay ngày 19 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới đã đến thăm tặng quà cho thân nhân cả gia đình cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ và động viên các gia đình khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, xây dựng hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, đoàn đã trao 34 suất quà trị giá 88 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn quỹ hướng về biển đảo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và thành phố phát động. Mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng. Riêng hai gia đình chiến sĩ Võ Văn Thạch ở phương Đông Mỹ và Hoàng Thái Nguyễn ở phương Hải Thanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ mỗi gia đình 4 triệu đồng. Sáng nay ngày 19 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình đã tổ chức khai mạc giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Quảng Bình năm 2014. Tham gia giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Quảng Bình năm 2014 gồm có hơn 100 vận động viên đến từ 16 câu lạc bộ bóng bàn ở các huyện, thành phố và thị xã trong toàn tỉnh. Tại giải, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài theo hình thức thi đấu vòng loại với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Theo ban tổ chức thì giải đấu năm nay ghi nhận số lượng vận động viên, số câu lạc bộ tham gia đông hơn so với những năm trước, hứa hẹn diễn ra nhiều cuộc đua tranh quyết liệt và hấp dẫn. Giải bóng bàn các câu lạc bộ Quảng Bình sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9. Đây là một trong những hoạt động thể thao được tổ chức thường niên nhằm hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Thông qua giải sẽ là dịp để các vận động viên được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu, đồng thời thúc đẩy bộ môn bóng bàn trên địa bàn toàn tỉnh. Cũng trong sáng nay, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu và sưu tầm cổ vật tỉnh Quảng Bình. Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp UNESCO Việt Nam đã đến dự. Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Quảng Bình gồm 20 thành viên có nhiệm vụ thực hiện công tác tìm kiếm, nghiên cứu và giữ gìn những hiện vật có giá trị lịch sử như cổ vật, di vật, bảo vật quốc gia của tỉnh theo luật di sản văn hóa, đồng thời tổ chức trưng bày phục vụ công chúng nhằm bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc. Tại buổi lễ, hơn 100 cổ vật chủ yếu là các vật dụng bằng gốm sứ có giá trị lịch sử được câu lạc bộ sưu tầm và triển lãm. Dịp này, câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu và sưu tầm cổ vật Quảng Bình và câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu và sưu tầm cổ vật thành phố Huế đã tặng bảo tàng tỉnh Quảng Bình nhiều cổ vật bằng gốm sứ thuộc đời nhà Lý, Trần, Lê. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 được phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 29 tháng 9 năm 2014 đến hết ngày 5 tháng 10 năm 2014 với chủ đề Học cho bản thân và cho những người xung quanh hạnh phúc. Tại Quảng Bình, lễ phát động hưởng ứng tuần lễ ở cấp tỉnh sẽ được tổ chức tại huyện Bố Trạch vào sáng ngày 29 tháng 9. Nội dung các hoạt động diễn ra trong tuần lễ bao gồm tuyên truyền phổ biến rộng rãi các hoạt động giáo dục, học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, pano áp phích, khẩu hiệu, phát tài liệu, tờ rơi. Tuyên truyền thông qua hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa thể thao ở địa phương với các hình thức như hội thảo, tọa đàm, tham quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, ngày hội đọc,
tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức viên chức, công nhân lao động, các lớp học nghề cho lao động nông thôn, các lớp giáo dục kỹ năng sống, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Hôm qua ngày 18 tháng 9, tại khu vực khe Sai Thường, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là hai em Hồ Thị Hồng Nhung và Trần Thu Huyên cùng học lớp 84 trường trung học cơ sở Tiến Hóa. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, nhóm học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Tiến Hóa gồm 11 em, trong đó có 9 em nữ rủ nhau vào khe Sai Thường chơi. Một lúc sau, các bạn nam về trước, chỉ còn lại các bạn nữ rủ nhau tắm suối, thì hai em bị trượt chân ra vùng nước sâu dẫn đến tử vong do đuối nước. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Thi thể hai học sinh xấu số đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. Thông báo, gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp xin kính báo. Để làm lễ dỗ đầu, việc đón khách kiểm mộ đại tướng tham sinh trong buổi sáng ngày 21 tháng 9 năm 2014. Từ 12 giờ cùng ngày, việc đón khách viếng sẽ tiếp tục thực hiện bình thường. Thay mặt gia đình, Võ Điền Viên. Chương trình thời sự tối nay xin được chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình rút ngắn lộ trình tuyển du lịch chinh phục Sơn Đông, hang động lớn nhất thế giới. Phóng sự, đồng bào dân tộc Mã Liên ở bản Cà Sen phát triển kinh tế. Thư cảm ơn. Đại hội đại biểu cả dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ hai được tổ chức trọng thể tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh từ ngày 19 tháng 9 năm 2014 thành công tốt đẹp. Đại hội rất vinh dự được đón các đồng chí đại diện Ủy ban dân tộc, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo ban dân tộc đã dành thời gian tham dự. Đại hội rất phấn khởi, được Ủy ban dân tộc và lãnh đạo tỉnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội. Đồng thời nhận được cả lãng hoa qua và sự phối hợp giúp đỡ tạo điều kiện của nhiều cơ quan đơn vị. Đó là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với đại hội và cộng đồng cả dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. Ban chỉ đạo đại hội đại biểu cả dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ hai trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Ủy ban dân tộc, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, huyện ủy, Ủy ban nhân dân các huyện lời cảm ơn chân thành đối với những tình cảm quý báu cùng sự quan tâm thiết thực, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội. Mở ra một giai đoạn phát triển mới cho cộng đồng cả dân tộc thiểu số của tỉnh nhà. Kính chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt Ban chỉ đạo đại hội, Phó trưởng ban Đăng Thái Tôn, trưởng ban dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, sau 8 tháng khai thác thử nghiệm thành công tuyến du lịch chinh phục Sơn Đông, hang động lớn nhất thế giới, Quảng Bình đã đón 243 lượt khách tham quan đến từ 34 nước với doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng. Việc đưa hang Sơn Đông vào khai thác đã khẳng định được thương hiệu du lịch của Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung. Đó cũng chỉ là một trong những điểm nhấn giúp Quảng Bình được tạp chí The New York Times xếp thứ 8 trong 52 điểm hấp dẫn lên đến nhất trên thế giới năm 2014. Từ thành công này, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành đề án khai thác chính thức tour du lịch chinh phục Sơn Đông, hang động lớn nhất thế giới. Theo đó, công ty Oselic, đơn vị được giao khai thác tour du lịch này, đã đề nghị thay đổi lộ trình tour xuống còn 5 ngày 4 đêm, thời gian thử nghiệm là 6 ngày 5 đêm, với chi phí 3.000 USD một du khách. Thời gian khai thác từ tháng 1 đến tháng 8 hàng năm, mỗi tháng sẽ có 8 đoàn khách và mỗi đoàn gồm 10 khách tham quan. Tham gia tuyến du lịch này, du khách sẽ xuất phát tại trụ sở điều hành Phong Nha - Kẻ Bàng, đi vào hang én để tập huấn kỹ năng an toàn và cắm trại nghỉ qua đêm. Tiếp đến, du khách sẽ khám phá hồ sụt 1 và hồ sụt 2 của hang Sơn Đông và trở lại hang én và nơi xuất phát tại trung tâm Phong Nha để kết thúc tour du lịch. Đề án cũng đảm bảo nguyên tắc vừa khai thác du lịch, vừa bảo tồn bền vững các giá trị của di sản, tạo sự khác biệt với các loại hình du lịch khác và đảm bảo giá trị đẳng cấp quốc tế của tour du lịch Sơn Đông. Là một xã bản ngang của huyện Lệ Thủy, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 14%. Vì thế, việc huy động sức dân trong việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới của xã Ngư Thủy Trung gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, địa phương chỉ mới hoàn thành được 6/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí mà xã Ngư Thủy Trung đạt đến thời điểm này đó là quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điền văn hóa, an ninh trật tự, thủy lợi và y tế. Với những tiêu chí còn lại, địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn,
nhất là tiêu chí về đường giao thông nông thôn và trường học. Đến nay, xã Ngư Thủy Trung chỉ mới nhựa hóa được 5 km đường giao thông liên xã, còn lại trên 15 km đường giao thông liên thôn, nội thôn vẫn chưa được cứng hóa, chủ yếu là đường đất đỏ. Một số trường học trên địa bàn còn thiếu phòng học, phòng chức năng, cơ sở hạ tầng, thiết bị của trường học chưa đảm bảo. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học, cũng như hoàn thành tiêu chí trường học của địa phương. Tuy nhiên, xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình lâu dài, trên cơ sở nâng cao đời sống của người dân, xã Ngư Thủy Trung đang chủ trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, trong đó nâng cao giá trị ngư nghiệp và nông nghiệp, kết hợp với các dịch vụ chế biến, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, phấn đấu từng bước hoàn thành các tiêu chí còn lại. Nhiều năm trở lại đây, nhiều hộ nông dân ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch đã đầu tư vốn phát triển các mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi kết hợp mang lại hiệu quả cao. Trong đó, mô hình của gia đình anh Võ Văn Dương ở thôn Tú Lan 1, xã Quảng Hưng là một điển hình. Trước đây, gia đình anh Dương chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ nên thu nhập thấp. Năm 2007, gia đình anh chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả và khai hoang mở rộng diện tích lên 2 hecta. Với nguồn vốn vay mượn tích cóp được, gia đình anh đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng trang trại chăn nuôi vịt và đào ao thả cá. Hiện trang trại anh nuôi 3.000 con vịt, mỗi ngày đẻ khoảng 2.500 trứng, với giá bán hiện tại 2.600 đồng một trứng. Mỗi năm thu nhập từ đàn vịt đẻ là 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, tận dụng diện tích mặt nước ao hồ, thức ăn thừa của vịt thải ra, anh Dương thả các loài cá như cá rô phi, cá me, cá trắm. Một năm thu hoạch khoảng 1,7 tấn, trừ chi phí cũng thu lại hơn 200 triệu đồng. Với mô hình chăn nuôi vịt đẻ kết hợp với nuôi cá, mỗi năm trang trại gia đình anh thu lại gần 350 triệu đồng. Ngoài ra, trang trại anh Dương còn tạo công ăn việc làm cho 4 lao động thời vụ với mức thu nhập 4 triệu đồng một người một tháng. Đây là mô hình có hiệu quả, vừa phù hợp với điều kiện sản xuất của các hộ gia đình, vừa tận dụng được nguồn thức ăn dư thừa, sử dụng có hiệu quả nguồn lao động nông nhàn ở địa phương, giải quyết triệt để lượng chất thải từ chăn nuôi, góp phần mang lại nguồn thu giúp người nông dân cải thiện kinh tế gia đình. Thưa quý vị và các bạn, bản Cà Sen là một trong những bản còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, với 100% đồng bào dân tộc Mã Liên sinh sống. Những năm trở lại đây, đời sống của người dân nơi đây đã được cải thiện rõ rệt, nhờ bà con biết cách phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Cao Thông và chị Hoàng Thị Sông Hà là một ví dụ điển hình cho việc thoát nghèo nhờ làm ăn kinh tế có hiệu quả tại bản Cà Sen, xã Thanh Hóa. Triển khai xây dựng mô hình từ năm 2007 với khởi đầu là trồng bưởi. Sau quá trình từ tìm hiểu, tích cực tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi trồng trọt tại địa phương, gia đình anh Thông đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi và trồng thêm các giống ngô lạc. Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh có trên 100 con gia súc các loại như lợn, trâu bò và hơn 1 hecta đất trồng các loại cây lương thực. Hiệu quả từ mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Thông cho thu nhập ổn định khoảng 50 triệu đồng một năm. Qua đó đã góp phần giúp gia đình anh thoát nghèo. Thời gian qua thì có sự hỗ trợ của huyện đi, tỉnh đi, của chính quyền thì có hỗ trợ giống đi vốn, rồi giúp gia đình có chăn nuôi, rồi trong trọt có sự phát triển. Sắp tới đây tôi muốn sự hỗ trợ vay vốn để tiếp tục chăn nuôi và sản xuất thêm. Bản Cà Sen hiện có gần 50 hộ dân sinh sống với 160 nhân khẩu, trong đó đã có 20 hộ triển khai làm mô hình kinh tế tổng hợp kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt. Số còn lại chủ yếu tập trung trong các loài cây lương thực ngắn ngày. Để có được thành quả này, phải kể đến sự hỗ trợ kịp thời từ những chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc cung ứng giống, phân bón và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp đồng bào dân tộc nơi đây mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh tế. Thì tôi thấy là đồng bào đã từng bước đi vào sản xuất tốt và có hiệu quả. Thì để tạo cho đồng bào từng bước nhân rộng cho đồng bào từng bước chăn nuôi và sản xuất tốt, thì huyện đã có kế hoạch cụ thể, tức là và đã cử kỹ thuật của phòng nông nghiệp trực tiếp về bản để chỉ đạo đồng bào và hỗ trợ cho đồng bào về giống, rồi phân, rồi hỗ trợ thêm cái cây bừa cho đồng bào và tăng thêm cái diện tích canh tác cho đồng bào hàng năm, và đối với đồng bào thì cũng rất tích cực trong cái công tác sản xuất và chăn nuôi này. Từ một bản nghèo của xã Thanh Hóa, đời sống dân trí thấp, thì đến nay đồng bào dân tộc Mã Liên tại bản Cà Sen đã có cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn.
tin tưởng rằng với những chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc giúp đỡ đồng bào dân tộc Mã Liêng tại bản Cà Sen phát triển kinh tế, sẽ có nhiều hơn những mô hình làm ăn kinh tế giỏi để người dân nơi đây nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 19 ngày 20 tháng 9. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 9, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.